Thôn Cam Vũ, tỉnh Quảng Trị nằm trong vùng trũng ven sông Hiếu. Cứ đến mùa mưa bão, bà con ngoài hứng chịu thiệt hại về tài sản hoa màu, thì tính mạng cũng khiến nhiều người lo lắng. Năm nay, ông Hòe cùng người dân nơi đây có phần yên tâm hơn khi công trình tránh lũ cộng đồng được hoàn thành ngay trước mùa mưa bão. Khi mùa lụt tới đây, khi nước đã tràn bờ đê, thì dân chúng tôi có cái nơi để di dời đến, cho nên là nhân dân rất là yên tâm về vấn đề này. Trong điều kiện nguồn kinh phí còn khó khăn, không thể hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố cho từng hoàn cảnh gia đình. Sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội để xây dựng một ngôi nhà sinh hoạt chung và trong tình huống khẩn cấp do thiên tai trở thành nơi trú ẩn an toàn là một phương án hợp lý. Huyện Cam Lộ, thiên tai, lũ lụt thường xuyên xảy ra. Cái việc mà huy động các nguồn để xã hóa, xây dựng được những công trình thế này thì hết sức ý nghĩa, thì nó khắc phục được cho bà con một cái chỗ mà tránh lũ, đặc biệt nhất là người già, trẻ em. Người ta nhìn thấy cái sự hạnh phúc, cái niềm hân hoan và đặc biệt là những cái nụ cười rất là mãn nguyện khi mà bà con từ nay đã có một cái nhà chống lũ khang trang, kiên cố, an toàn. Những năm trở lại đây, tại Quảng Trị, hàng trăm công trình nhà tránh lũ cộng đồng được xây dựng và đưa vào sử dụng ở nhiều khu vực dân cư. Điều này làm giảm thiểu rủi ro đáng kể khi có mưa lũ xảy ra. Đặc biệt, theo dự báo trong năm nay, thiên tai sẽ còn diễn biến phức tạp và khó lường hơn năm 2021.